sao? Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ngồi cửa bên kia. Chào em. Bạn tên là gì? Em tên là Võ Tấn Đạt, 32 tuổi. 32, làm nghề gì? À, thẩm định con người. Thẩm định gì? Cái này lạ nha. Thẩm định con người hả? Là sao em? Là... Khoan, để chờ bạn kia ra, bạn nghe luôn. Chờ bạn nữ ra luôn nha. Cái nghề lạ quá. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào anh chị khán giả. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Hoàng Hà. Năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi luôn. 32 mà trẻ dữ vậy, 32 nhìn có 27 thôi. Nhà. Rồi bây giờ bạn bên đó nghe nè. Tôi bên đây cũng đang tò mò thẩm định con người. Ủa, cái nghề rất là lạ bạn. Bạn Đạt. Không, cái nghề nó lạ em suy diễn thôi. Chứ thực ra cái nghề cũng rất là thông dụng. Nghề gì? Cho bạn. Thẩm định con người coi người ta có vốn không rồi mới cho người ta vay đó. Làm tôi giật mình nó tự nhiên cho vay, tôi tưởng nó cho vay nặng lãi. Hồi đó giờ em có khi nào đi vay tiền chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Em có cho vay không? Dạ có chị. Em cũng cho vay luôn? Dạ. Em cho ai vay, vay sao? Cho má em vay à. Em cho má em vay hả? Em có thu hồi vốn được cho em? Dạ chưa. Khi nào thu hồi? Nha, khi nào lấy chồng thu hồi. Sao vậy, tự nhiên lấy chồng thì thu hồi chi? Làm của hồi môn chị. Đi lấy chồng là đi tay không. Về nhà chồng, chồng nuôi. Tự nhiên mình đem của nhà mình đi qua nhà chồng chi? Không nên, không nên nha. 32 tuổi, thông minh cũng nhanh nhạy, cũng rất là năng động. Không lẽ bạn ế hả? Ừ, tại sao giờ này mà chưa lấy chồng em? Ba em có coi tử vi cho em rồi. Là nếu mà lấy chồng trễ á, thì em một đời chồng. Còn nếu là lấy chồng sớm thì em hai đời chồng. Cho nên em từ từ em lấy chồng. Bây giờ em nghĩ là tới lúc để lấy chồng chưa? Dạ cũng đến lúc bắt đầu á chị. Bắt đầu rồi đó hả? À vậy bây giờ mẫu người của em cần tìm để lấy là như thế nào? Ba em có chấm tử vi luôn, nói cái người đó là người như thế nào không? Thứ nhất là năng động. Thứ hai là tính tình phải tốt. Tốt là sao? Là tốt là gặp ai cho vay đó. Thương người. À, em nghĩ sao nếu một người chồng bằng tuổi mình? Cùng tuổi thì cũng tốt thôi. Mà cùng tuổi mà nếu giàu là giàu dữ lắm luôn á. Chính phất xác đó. Hai bên cho vay nữa, trời ơi, thật tiền để đâu cho hết. Còn bên em có coi bói coi gì không? Em có khả năng xem được chỉ tay và đoán suy nghĩ người khác. Hay gì hả? Thì bởi vì em mới cho vay tính chấp được chứ. Không phải là cho vay nè, xem chỉ tay hả? Không, xem chỉ tay để cho khi gặp bạn gái thôi. Xem anh con đoán anh sao? Anh thì em đoán cũng được, nhưng mà thích đoán bạn nữ hơn. Đoán anh thử một câu gì coi. Anh à, cũng yêu nhiều đấy. Đường công danh sự nghiệp cũng khá là thành công. Với lại đường may mắn của anh rất là rõ. Anh có tay giữ tiền, giàu lắm. Bây giờ vậy nè, bây giờ em coi thử bằng tay chị Tường coi làm sao nha. Em coi qua cái ô cửa. Coi, đưa tay chị Tường nam coi. Nam tả nữ hữu đúng không? Đúng rồi. Rồi coi đi. Nói cho chuẩn nha, chuẩn là tôi làm mai, cho không chuẩn là tôi dẹp luôn à. Chị Tường thì quen ít người. Hả? Ít người yêu. Ít người yêu. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quyền Linh. Gì nữa em? May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Chừng nào lấy được chồng? Tùy anh Quyền Linh quyết định. Sao vậy? Cái này được. Được cái này à, được. Nha, coi được à. Bây giờ ok. Ít người yêu. Cái vụ này cũng hay nè, coi tôi Cát Tường rồi. Bây giờ bạn thử thẩm định xem cái người này bên kia nói chuyện nãy giờ như thế nào. Về cái gì anh? Về con người. Về cảm nhận của cảm em. Cảm nhận như thế nào đó? Em nghĩ bạn bên đó cũng thật thà, cũng thẳng tính, thương ba mẹ. Không thương. Thương. Thương sao cho vay? Thương mới cho vay anh. Bây giờ là trước khi chị qua chị coi mặt bạn bên kia nè. Em không thích cái gì về người đàn ông? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc lá. Sao vậy? Có hút không? Không. Như bụng bự nữa. Bụng bự. Đàn ông bụng bự thì sang có gì đâu. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Ủa nhưng mà hút thuốc lá thì đàn ông chị thấy cũng hay hút thuốc lá lắm. Sao em không chịu cho đàn ông hút thuốc lá? Tại vì á, sau này á, vì lớn tuổi á chị, thì cái sức khỏe không có tốt và nó yếu toàn tập luôn chị. Yếu toàn tập là yếu cái gì? Yếu từ A đến Z luôn chị. Là yếu gì? A đến Z là yếu cái gì? Không thích yếu hả? Dạ không chị. Thích mạnh hả? Em, người tiêu chuẩn của em như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì một người biết chia sẻ, cùng quan điểm, cùng chí hướng. Cho giờ coi kỹ cái chừng nào tôi lấy được chồng nè, coi lại đi.
Thôi chắc coi sao chị ơi. Chứ nãy em nói câu anh Quyền Linh quyết định, giờ nói vậy nó không chính xác. Bây giờ lo cho cô bên kia, lo cho cô này. Cô kia là lo được rồi. Được rồi, vậy bảnh đi. Chồng con anh quyết định cho. Rồi, bụng không có bự là được rồi. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn. Mắt đẹp lắm. Anh nghĩ rằng em hôm nay may mắn gặp cô gái này đấy. Cũng có cá tính dễ thương và mắt rất là đẹp, rất là sâu sắc. Mái tóc thì khác em, tóc em kỳ quá. Mái tóc này sao chải lạ vậy? Không có anh, tại vì em chỉ có hợp với kiểu này thôi à. Em chơi kiểu này luôn. Rồi, cái màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để hiểu nhau hơn. Và 2 phút quyết định. 2 phút bắt đầu. À, anh có thói quen là hay tặng quà cho mọi người. Em cũng không ngoại lệ. Chúc em may mắn. Cảm ơn. Có thói quen hay tặng quà nữa. Cái ước mơ lớn nhất trong đời em là gì? Là gì? Em ước mơ lớn nhất của em là có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng nghĩ vậy. Điều gì mà em sẽ làm đầu tiên sau ngày hôm nay? À, em về ngủ anh. Trời, nghe nó buồn dễ sợ. Nói chung là anh cũng có khả năng xem chỉ tay. Thì anh Quyền Linh nãy nói anh là người may mắn thì đó là điều cũng đúng. Nhưng mà em biết, em thấy có đúng vậy không? À, em không có biết coi chỉ tay, em chỉ toàn là người ta coi cho em không anh? À, ý anh nói là người yêu của anh là người may mắn đó. À, người yêu anh đó hả? Ừ. Hồi nãy ông coi chỉ tay người ta rồi đó. Chứ... Ông tưởng ông coi tay tôi hả? Rồi sao? Hồi nãy coi rồi đó. Em có mấy bạn trai rồi, hồi nãy anh nói em là ít bạn trai đúng không? Em hả? Để em đếm. Trước giờ em chưa đếm. Ừ, nói chung là biết để ý trai á thì em để ý từ hồi lớp 5 á, mẹ mới biết để ý trai rồi. Nhưng quan trọng là mình... Rồi hết giờ, bây giờ quyết định nè, nãy giờ là giỡn thôi đó, bây giờ thiệt nè. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò, sau 3 tiếng đếm chúng ta hãy nhấn nút. Còn nếu không nhấn nút có nghĩa là chúng ta đã bỏ cái cơ hội hẹn hò với nhau. 1. Nhớ là bấm liền chứ đừng có tới 3 rồi không coi chỉ tay coi nên bấm hay không là trễ nha. 2 và 3. Hết giờ. Thế là một nửa trái tim đã lỗi gì? Tại sao bạn không chọn mà anh này? Anh dễ thương mà. Em cũng không biết. Chắc là cảm nhận. Cảm nhận. Do cảm nhận đúng không? Dạ, em không có biết. Nói chung là chắc lẽ cái duyên, cái nợ từ tính sau rồi. Nó chưa tới đúng không? Biết làm sao được, cái duyên cái nợ chưa tới thì chúng ta đành phải chịu vậy thôi. Nhưng mong hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là thân quen với nhau trong cuộc sống. Một nữa cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng ta sẽ đến với phần quay may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn. Cặp đôi đầu tiên, chúng ta sẽ nắm tay nhau và quay một lần. Bởi vì các bạn đã đồng ý hẹn hò, các bạn chỉ có một cơ hội thôi. Nào, xin mời. Gì ngược cái vậy? 1, 2, 3. Đi tiếp. Và bây giờ hai bạn, bạn nào sẽ quay trước đây? Mời bạn gái xin vô quay. Mạnh lên, 2, 3. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Mời chàng trai. Cố gắng nha, cho theo kịp người ta. Rất tiếc điều đó. Chúng ta sẽ nhận được một chú gấu bông tặng bạn. Cuộc sống đôi khi có những cái bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay nó sẽ một cái ngày rất là đáng nhớ đối với bạn. Đến với vòng quay để nhận những sản phẩm từ Toshiba. Lần này chúng ta sẽ có 2 TV, 1 máy giặt và 1 tủ lạnh. Chúc mừng các bạn hãy lựa chọn những phần quà của mình. Mời bạn nữ quen trước. Mời em. Bắt đầu. TV. TV. Mời bạn nữ. Tủ lạnh. Mời em.